cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, miền Bắc và một số tỉnh thành ở miền Trung của nước ta đã có mưa trong ngày hôm qua. Ngày hôm nay, mưa ở miền Bắc đã giảm dần. Đến chiều hoặc tối thì tạnh giáo hẳn, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng. Đây cũng là thời điểm mà miền Bắc bước vào một đợt nóng diện rộng, nhiệt độ toàn miền tăng khá nhanh. Trong khi nhiệt độ cao nhất vào đầu giờ chiều ngày thứ Bảy ở Hà Nội là khoảng 37 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời thì đến cùng thời điểm ngày hôm nay nhiệt độ đã tăng 4 độ C lên mức 41 độ C. Nhiệt độ tăng diễn ra gần như là toàn miền, phía Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ tăng trước rồi đến phía Tây Bắc Bộ. Trưa và chiều nay, các tỉnh thành lân cận thủ đô Hà Nội có mức nhiệt độ tương tự như Hải Phòng 40 độ C, Nam Định 42 độ C. Nhiệt độ miền Bắc sẽ tiếp tục tăng vào ngày thứ hai và thứ ba tới. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội trong hai ngày đầu tuần là 42 đến 44 độ C, Hải Phòng và Nam Định cũng như vậy, Hòa Bình là 40 độ C. Đáng chú ý là trong đợt nóng này, miền Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng của gió nam, đông nam mang theo nhiều hơi ẩm. Vì vậy, tuy trong ngày không có nắng liên tục nhưng trời rất ói bức do độ ẩm cao. Ngoài ra thì số giờ nóng trong ngày cũng khá nhiều, đến gần tối vẫn rất nóng. Buổi đêm và sáng sớm, độ ẩm Hà Nội sẽ lên tới hơn 90%. Trong ngày thỉnh thoảng có mưa rào rải rác, lượng mưa cũng không quá nhiều. Dự báo đợt nóng oi này ở miền Bắc sẽ kéo dài gần hết cả tuần sau, đến khoảng thứ sáu mới có thể thay đổi được thời tiết. Với khu vực Trung Bộ, dự báo có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Cảm giác nắng nóng vào buổi trưa, Tuy nhiên, một số nơi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Còn tại khu vực Tây Nguyên có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Chiều tối có mưa rông cục bộ, đề phòng có lốc xét, gió giật mạnh. Đáng chú ý, khu vực Nam Bộ đang trong những ngày giảm mưa, nhiệt độ tăng lên mức nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, trời nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, sau có mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, sau có mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Sau có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, sau có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5m. Thưa quý vị, thời tiết tháng 5 năm nay gần giống với những ngày đầu hè năm 2022. Các đợt mưa được cho là một trong những nguyên nhân khiến cho thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì được trạng thái mát mẻ trong nhiều ngày. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 5, nắng nóng còn duy trì ở Trung và Nam Trung Bộ. Trong khi đó, từ nửa đầu tháng 5, Bắc Bộ liên tục mưa rông diện rộng, có ngày mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa ở khu vực này cao hơn từ 100 đến 200%, một số nơi cao hơn 200% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ nay đến hết tháng 5, nắng nóng có cường độ giảm trên phạm vi toàn quốc. Mưa rông ở miền Bắc vẫn tiếp diễn, trong đó, từ đêm ngày 27 đến ngày 31 tháng 5, khu vực này cục bộ mưa to đến rất to. Như vậy, miền Bắc có khả năng trải qua tháng 5 khá dịu mát, với số ngày mưa rông nhiều, nền nhiệt thấp cao nhất không quá 32 độ C. Thời tiết dễ chịu, mát mẻ như cuối xuân. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất có nơi giảm xuống chỉ 23 độ C. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội cho biết, những đợt mưa trong thời gian qua là do sự kết hợp của nhiều hình thế thời tiết, trong đó chủ yếu là sự xâm nhập của các đợt không khí lạnh từ phía Bắc, hoạt động của giải mây Fran Mayu ở phía Bắc và giải hộ tụ nhiệt đới đang trong quá trình đi lên phía Bắc ở khu vực miền Trung. Thời tiết tháng 5 năm nay gần giống với những ngày đầu hè năm 2022, các đợt mưa được cho là một trong những nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì được trạng thái mát mẻ trong nhiều ngày. Hiện tại đang là giai đoạn chuyển mùa, vẫn có các sóng lạnh tác động gây mưa nên trời mát mẻ. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, sự bất thường của thời tiết đầu năm 2024 ở Việt Nam là do ảnh hưởng bởi giai đoạn chuyển đổi từ pha nóng El Nino sang pha Enso tức pha trung tính có khí hậu ôn hòa, và sắp tới sẽ chuyển sang pha lạnh La Nina. Như vậy, chỉ trong một năm, chúng ta phải trải qua 3 pha của thời tiết gây ra sự biến động bất thường. Điển hình của chuyển pha trong giai đoạn giao mùa là đang ngày nóng, lại bất ngờ xảy ra mưa phùn, ẩm ở miền Bắc. Trong khi miền Nam thì đang ghi nhận tháng 2, tháng 3 và tháng 4 nắng nóng hơn so với những năm trước, trung bình nhiệt độ cao hơn so với trung bình cùng thời kỳ. Bà Trần Thị Trúc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 5 đến 15%, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 20 đến 40%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo từ nay đến hết tháng 5, nắng nóng có cường độ giảm trên phạm vi toàn quốc. Sang tháng 6 năm 2024, nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng gia tăng trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa. Tại phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Khô hạn, tình trạng khô hạn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn tiếp diễn, khô hạn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có xu hướng giảm dần. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 năm 2023 và 2024, Việt Nam đối diện với thời tiết nắng nóng hạn khắc nghiệt. Năm 2024, nắng nóng vẫn diễn ra trên cả nước ngay từ đầu năm. Số đợt nắng nóng có khả năng nhiều hơn và gai gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Theo dự báo, nắng nóng duy trì khu vực phía Bắc đến tháng 7, trong đó khu vực tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm tháng 6 tháng 7. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ có nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8, cao điểm là tháng 7. Riêng Nam Bộ và Tây Nguyên sắp kết thúc mùa nắng nóng, nhưng lưu ý thời tiết nguy hiểm như rông, lốc xét, vòi rồng trên biển. El Nino suy yếu dần từ nay đến khoảng tháng 6 năm 2024, sau đó chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80 đến 85%. Từ khoảng tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, La Nina sẽ bắt đầu với xác suất từ 60 đến 70%, tức là mưa nhiều, bão nhiều, khả năng tập trung vào nửa cuối mùa bão. Ước lượng sẽ có 10 đến 11 cơn bão, trong đó 5 đến 6 cơn bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta. Ông Lâm cho hay, mưa lớn có khả năng xuất hiện nhiều trong các tháng cuối năm tại khu vực Trung Bộ trong các tháng chính của mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, nên các địa phương cần lưu ý. Thưa quý vị, theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đỉnh điểm của hạn hán thiếu nước ở vùng Đông Nam Bộ là giữa tháng 5 và mùa khô ở khu vực Trung Bộ sẽ kéo dài đến hết tháng 8. Theo đó, khoảng 60.000 ha diện tích cây trồng vụ hè thu và khoảng 20.000 ha vụ đông xuân 2023-2024 sẽ đối diện với nguy cơ hạn hán và thiếu nước tiếp tục triển khai giải pháp ứng phó hạn hán, thiếu nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, chủ động xây dựng các kịch bản nguồn nước, phương án ứng phó, cấp nước cho người dân và sản xuất. Cục thủy lợi lưu ý, các địa phương tập trung giả soát, kiểm tra nguồn nước tại các công trình thủy lợi ở khu vực trung bộ, chỉ tổ chức sản xuất ở các diện tích công trình thủy lợi bảo đảm cung cấp cho cả vụ sản xuất, các diện tích không đủ nước, xem xét lùi vụ sản xuất hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trường phong quản lý vận hành và tưới tiêu, cục thủy lợi lưu ý các địa phương ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt, chuẩn bị kỹ phương án, kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt tối thiểu cho người dân có nguy cơ thiếu nước do ảnh hưởng của hạn hán. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện xây dựng kế hoạch điều tiết chặt chẽ, bảo đảm bổ sung nguồn nước cho hạ du phù hợp với khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi và tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện. Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói: hết sức lưu ý là trước khi vận hành công trình thủy lợi lấy nước hoặc người dân khi đưa nước lên ruộng để tưới cho cây trồng phải lưu ý kiểm soát độ mặn tại chỗ, phải đo đạc để xác định độ mặn ở mức độ cho phép thì mới vận hành công trình thủy lợi lấy nước, đưa nước lên cung cấp cho cây trồng. Cục thủy lợi sẽ phối hợp với các đơn vị khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thường xuyên cung cấp thông tin đến các địa phương về tình hình xâm nhập mặn, hiện trạng và dự báo và tình hình nguồn nước. Thưa quý vị, vừa qua tại khu vực các tỉnh như Hà Giang và Lai Châu đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo lũ quét sạt lở đất tại 10 huyện. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Khu vực các tỉnh Hà Giang và Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Xuân Minh 1 130,8 mm, Tân Lập 2 102,6 mm thuộc tỉnh Hà Giang. Nậm Cuối 68,6 mm thuộc tỉnh Lai Châu. Trong 6 giờ tới, các khu vực tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt là các huyện tại Hà Giang, gồm các huyện Bắc Quang, Hà Giang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần. Tại Lai Châu, các huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Trên biển, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông và phía Đông khu vực giữa Biển Đông đang có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 mét. Chuyển sang những thông tin về thời tiết trên thế giới. Thưa quý vị, các vùng phía bắc Ấn Độ đang tiếp tục quay cuồng vì đợt nắng nóng kéo dài, khiến cho cuộc sống bình thường bị đảo lộn. Các chuyên gia thời tiết đã cho biết, nhiệt độ thực tế đã vượt quá 50 độ C do độ ẩm cao. Hãng tin BBC và PTI dẫn tin từ cơ quan khí tượng Ấn Độ IMD cho biết, nhiệt độ ở nhiều bang tại phía bắc nước này tăng vọt trên 45 độ C và chạm mốc 48,8 độ C ở thành phố Bamer, bang Rajasthan ít nhất 12 người ở bang Rajasthan đã thiệt mạng, nghi do say nắng. IMD đã đưa ra cảnh báo đỏ đối với Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi và Uttar Pradesh. Tình trạng nắng nóng thiêu đốt dự kiến kéo dài tới giữa tuần sau. Một số nơi đang chịu cảnh thiếu nước, thiếu điện do mức tiêu thụ điện tăng đột biến. Trong khi nhu cầu điện ở New Delhi lên tới 8.000 MW, mức cao nhất trong lịch sử thủ đô Ấn Độ, New Delhi đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội với nhiệt độ dao động quanh mức từ 45 đến 46 độ C trong tuần này, các bệnh viện trong thành phố đã thành lập các khu đặc biệt để điều trị cho những bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, vốn đã tăng vọt. Rohit Nair, 34 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo ở New Delhi nói rằng, trời nóng không thể chịu nổi. Tôi cảm thấy kiệt sức cả ngày, New Delhi năm nay đang sôi sụp. Người đàn ông này cho biết, phải tránh ra ngoài vào buổi chiều nhưng vẫn rất nóng nực, ngay cả khi ở trong nhà, không thể không bật điều hòa. Thưa quý vị, thời tiết lạnh bất thường vào thời điểm này ở Argentina đã giảm xuống còn 3 đến 11 độ C, đặc biệt là tại thủ đô Buenos Aires có liên quan đến thảm họa khí hậu đang tàn phá khu vực miền Nam của quốc gia láng giềng Brazil. Cơ quan khí tượng quốc gia SMN của Argentina mới đây thông báo, một đợt không khí lạnh từ Nam Cực đã tràn vào khu vực thủ đô Buenos Aires, khiến nhiệt độ tại địa phương này giảm xuống còn 3 đến 11 độ C. Nhà khí tượng học Lucas Berengua khẳng định đây là hiện tượng thời tiết lạnh bất thường tại Buenos Aires trong tháng 5, khi còn một tháng nữa Argentina, quốc gia tại Nam Bán Cầu mới chính thức bước vào mùa đông. Thông thường, nhiệt độ tại Buenos Aires trong tháng 5 dao động từ 11 đến 19 độ C. Hiện SMN đang thu thập dữ liệu để đánh giá xem liệu tháng 5 này có trở thành tháng lạnh kỷ lục trong lịch sử Buenos Aires hay không. Theo nhà khí tượng học Marcelo Madelon, thời tiết lạnh bất thường vào thời điểm này ở Argentina đặc biệt là tại thủ đô Buenos Aires có liên quan đến thảm họa khí hậu đang tàn phá khu vực miền nam của quốc gia láng giềng brazil ông Madelon giải thích tại khu vực địa lý giữa argentina và brazil tồn tại một khối không khí cố định chia cắt luồng không khí lạnh ở phía nam đông bắc argentina và luồng không khí ấm hơn ở phía bắc miền nam brazil khối không khí vốn cố định này đã hoạt động bất thường khiến luồng không khí lạnh từ nam cực trở nên áp đảo so với luồng không khí ấm hơn từ phía brazil và dẫn tới việc nhiệt độ tại thủ đô Buenos Aires giảm bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống của vtc news đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại